Tập 1. Mong tổ tiên thánh linh phù hộ đại tử con hưng thịnh thái bình. Dáng vẻ đẹp quá, thật xinh đẹp, mới đến phải không? Đại gia, lại đến tiếp nhé. Được. Uống rượu, nàng xấu hổ cái gì chứ? Xem dáng vẻ nàng không tệ đấy. Chúng ta uống thêm một chút đi. Công tử à, rượu của Tuyết Tiên Lầu bọn ta thế nào? Suối ngọt, ủ giỏi, thanh mát. Rượu ngon đấy. Đây chính là rượu Tây Phượng nổi tiếng nhất Túy Tiên Cư phải không? Quả nhiên không phí công đến đây. Công tử à, mỹ nữ ở Túy Tiên Lầu còn ngây ngất hơn cả rượu đấy. Đáng tiếc, ta chỉ uống rượu. Mỹ nữ à, chỉ thích hợp để nhìn thôi. Tránh ra, tránh ra. Đại gia, ngài đến rồi. Chuyện gì thế này? Tránh ra. Lục soát cho ta. Dân, quả thật là rượu ngon. Qua đây, ta xem. Ngẩng đầu lên. Người tránh ra. Đi. Người qua đây. Ta xem. Ngươi tránh ra. Lý Mạc Bạch, các hạ là Đại Lý Tự. Đại Lý Tự, tìm ta có chuyện gì vậy? Mau nói đi. Bản công tử đang bận đấy. Bắt lấy cho ta. Dân, đi. Yeah!
Rượu ngon. Người đâu? Đuổi theo. Chua mà không chát, đắng mà không sánh, thơm mà không hăng, cay mà không gắt. Uống xong dư vị vẫn còn đọng lại. Rượu Tây Phượng này thật khiến người ta nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sao nhanh như vậy đã uống hết rồi? Đại Lý Tự, ta xem ngươi giở trò gì. Lý Mạc Bạch, dẫn đi. Dân đi. Đại nhân, đánh rồi tạt nước đều không được. Đi đi. Hương bay, rượu còn đó. Mở vò dẫn Phượng đến. Rượu Tây Phượng à, người bớt dòng do đi. Sớm ngày nhận tội, bản quan có thể khoan hồng một chút, phán nhẹ cho người. Trước hết, không cần biết ta có phải người vô tội hay không. Các người muốn bắt ta, tốt xấu gì cũng phải tạo ra tội danh, đúng không? Người còn cứng miệng à? Cố Tích Phong chết rồi, còn bị người khác lột da gốc xương. Giữa hai người phát sinh rất nhiều lần tranh chấp, đúng không? Ông chủ, cho một vò rượu. Được thôi. Vò rượu này là ta nhìn thấy trước, là ta chạm vào trước. Ông chủ, còn rượu không? Lấy vò khác cho ta đi. Xin lỗi, chủ bọn ta chỉ còn một vò thôi. Ông già, vậy ông nói xem, vò rượu này bán cho ai trong ba người bọn ta? Thấy ngươi là tú tài hết thời, dù ngươi có uống bao nhiêu rượu trạng nguyên cũng vô dụng thôi. Ta thấy vị công tử này phong thái hiên ngang, nếu uống rượu của ta nhất định sẽ là một kỳ tài trong hội thiên phú. Lắm lời thật. Rượu này ta lấy, ngươi đi chỗ khác mua đi. Thịt ba rọi, thịt ba rọi tươi đây. Hay là để ta cho. Cô, vậy cô làm đi. Lấy những thứ này giúp ta gói lại đi. Phải rồi đại thúc, chỗ trọ của Trường An đã kín hết cả rồi, còn có nơi nào nghỉ chân được nữa không? Hội thi phú sắp bắt đầu rồi, mấy ngày nữa lại đại lễ phong hậu của Ngọc Quý Phi. Dân sĩ của triều Lý Đường đều tập trung hết về Trường An, đương nhiên không có chỗ ở rồi. Nhưng nếu không ngại đơn sơ thì còn một thư viện bích thư chắc là còn chỗ đó. Cô đi thẳng theo con đường này đến ngã rẽ, hỏi người ta sẽ tìm thấy. Của cô này. Đa tạ, đừng khách sáo.
A Lan, ta nghe ngóng được một nơi rồi. A Lan, dám cướp rượu của ta? Ta đâu có đâu. Thân không lạnh à? Không biết xấu hổ. Thật chẳng ra gì. Ngươi đợi đấy cho ta. Ta đâu phải cố ý đâu chứ. Tên nam nhì này cũng thật là không phải thứ tốt làm gì đâu. Trông trắng trẻo sáng sủa vậy mà không ngờ lại dở trò như vậy. Thật chẳng ra làm sao. Cút đi, cút đi. Tránh ra, tránh ra. Cho qua một chút. Niệm nô. A Lan, Quynh đi đâu vậy? Đi mua rượu. Từ khi A Lan đến Trường An thì rượu không rời thân. Đừng làm lỡ chính sự đấy. Nội thù diệt môn, làm sao quên được. Bởi vì cái tên thư viện Bích Thư không may mắn, cho nên mấy năm nay cũng không có ai sống. Nơi này còn học sinh đến không? Không có, chỉ còn thầy dạy học của thư viện Cố Tích Phong. Trước kia cũng là tài tử nổi danh của thành Trường An. Nếu là tài tử có tiếng, tại sao lại sống ở nơi như thế này? Đó là trước kia thôi, bây giờ ai còn nhớ đến hắn ta? Phòng của hai người ở phía trước. Đến phòng của hai người rồi. Lưu Khải, chuyện gì vậy? Căn phòng này rõ ràng là nơi lúc đầu Diện Bích Thư cho ta. Ngươi dựa vào đâu mà cho người khác ở? Nơi lớn thế này một mình ngươi ở hết sao? Không ở hết cũng là của ta. Trình độ của hội thi phú ngày càng thấp rồi. Bọn đầu trâu mặt ngựa nào cũng dám đến Trường An. Không sao, dẫn bọn ta đi ở phòng khác là được rồi. Đợi đã. Ngươi muốn gì? Mang theo đồ của người, cút khỏi thư viện Bích Thư. Là tất cả phòng đều tặng cho ngươi, hay ngươi là quản gia ở đây? Một tên tiểu tử hết thời tưởng mình hay lắm đấy à? Niệm Đô, thu dọn phòng, chúng ta sẽ ở đây. Dân. Quả thật bất phàm. Thơ nhã như vậy mà cũng đối ra được. Đúng là oan gia ngõ hẹp. A Lan, ta nghe nói hội thi phú này có một quy tắc. Hôm nay trong triều sẽ ra đề để các học sinh làm thơ. Ba câu thơ sẽ được tiết lộ trong hội thi phú hôm đó. Còn câu thơ cuối đợi mấy ngày sau hoàng thượng giá đáo mới công bố. Nhưng ta nghe nói đại thần quyền quý trong cung hôm nay sẽ phái người đến xem xét, để lôi kéo những người có năng lực vào cung. Ta biết rồi. Đông ca, huynh sao vậy? Không có gì đâu. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Có phải không? Mong chờ quá. Mời đại nhân.
Hội tỷ phú bây giờ chính thức bắt đầu. Mời các vị tài tử lên đài. Lại gặp nữa rồi. Hôm nay sẽ để người biết, Cố Tích Phong ta cho dù có hết thời, cũng phải đám tú tài nghèo ở vùng quê như các người bị được đâu. Hy vọng bản lĩnh của người cũng lớn như khẩu khí của người vậy. Dịch phu nhân cũng đến rồi. Như các vị đã thấy, hôm nay khách trạm Duyệt Lai có treo 36 trục cuốn. Bên trong có dấu 36 câu đề thi. Trạch kỳ trở thành đề thi năm nay của chúng ta. Đăng. Các vị tài tử, xin mời. Đông ca, uống rượu đi. Đông ca, sao huynh cứ nhìn bên đó mãi thế? Nhìn ta một chút đi. Ánh trăng ngọn đèn khắp Trường An, xe hư bạo cái khắp đường đi, nhàn rỗi cũng không mất vui mừng. Hay, hay lắm. Hay, khá đấy. Thơ hay, thơ hay. Người này là Cố Tích Phong, trước đây là tài tử có tiếng ở thành Trường An. Sau đó nghe nói cưới vợ thì không thấy tung tích đâu cả. Thiên gia và dạng hộ, qua đông rồi lại xuân, nếu không còn người cạnh bên. Hay, hay lắm. Thơ hay lắm. Không phần cào thấp với công tử kia. Thơ hay quá. Thơ hay. Không biết người này có lai lịch thế nào nhỉ? Cũng có tài hoa đấy. Mai ta sẽ phái người tìm hiểu thử. Nếu thân thế không có gì thì có thể lôi kéo một phen. Đèn rung giữ ngọn gió, giúp mình rèn luyện tài. Đến cùng làm thái nữ, sau này không thể đến những nơi náo nhiệt như thế này nữa. Chỉ bằng uống ly rượu này, ta đưa cô rời khỏi Trường An, được không? Bây giờ mời các vị tài tử viết xong câu thơ cuối cùng, dùng giấy đỏ che lên. Qua vài hôm nữa, thiên tử sẽ đích thân công bố những người được thăm điểm vào triều làm quan. Giờ bắt đầu đi.
Người... Sao đây? Nữ khải trang nam để đi làm trộm mà. Món nợ lần trước chưa tính sổ với người. Đừng có tự tìm rắc rối. Bắt trộm mà thôi. Không có gì rắc rối cả. Trộm ư? Dựa vào đâu mà nói ta là trộm? Ta nói người mới là trộm ấy. Cô tình ta bắt cô đi báo quan không? Người đợi đấy cho ta. Lý công tử, đã hết giờ. Alan, sao vậy? Không sao, về rồi nói. Dịch đổi. Không biết hai vị thượng cung như tinh như bích đã nhắm trúng vị tài tử nào rồi. Thờ của ta đã xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án đúng không? Thiên gia vạn hộ, qua đông rồi lại xuân. Nếu không còn người cạnh bên, sao qua được thời khắc vậy? Lý Mộc Bạch, lẽ nào đây không phải là bốn câu thơ mà ngươi viết sao? Đều tại tên trộm đó. Nếu không phải tại hắn, sao ta lại không thể viết hết thơ được chứ? Hôm nay đông người như vậy, chắc không có ai chú ý được. Quỳnh chỉ viết có ba câu thơ. Lát nữa ta sẽ đến tìm người của nhà trọ Dược Lai, coi thử có linh động được không. Viết nốt câu thơ cuối cùng. Chúc mừng Mặc Bạch Huynh. Lưu Huynh à, vừa rồi trong cung phái người để đến cho công tử một ít lộ phí. Hy vọng sau khi kết thúc hội thi, công tử sẽ lại thành Trường An thêm một chút nữa. Ai đưa vậy? Ta cũng không biết. Tóm lại là nhân vật lớn trong cung. Nhân vật lớn. Đúng rồi, đây là thư của Cố Tích Phong gửi cho Huynh. Không còn gì, ta xin cáo từ. Được. Vậy Cố Tích Phong nói gì vậy? Hắn hẹn ta tối nay tới Túy Tiên Cư trò chuyện. Mấy năm trước, thiên tử chỉ chọn ra một người vào triều làm quan, từ các tài tử tham gia hội thi thì phải. Bây giờ hai người cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Lúc này hẹn gặp Quynh, e là không có chuyện gì tốt đâu. Ta muốn xem thử trong hồ lô của hắn có bán thuốc gì. Alan, tay áo của Quynh sao lại bị dính chu sa thế? Không sao đâu. Lý Mặc Bạch, ta hỏi ngươi, hắn đã hẹn người giờ hợi gặp nhau, tại sao đến giờ tí ngươi mới tới? Ta lúc đó bị một người đánh ngất. Đó là ai thì ta cũng không rõ. Hắn là nam hay nữ thì ta cũng không biết. Có điều chỉ là một người bình thường. Ta tốn bao công sức mới tìm được một thái nữ mất hết cha mẹ, không có gia thế, chỉ có một mệnh bài thái nữ. Bị người lấy đi thì ta tiến cung kiểu gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tiểu tử, đấu với ta hả?
Ai đấy? Ai đấy? Ai? Là ta. Thả ta xuống. Chỉ cần ngươi trả lại lệnh bài thái nữ cho ta, ta tự khắc sẽ thả ngươi xuống, không ở trên người của ta. Được thôi. Vậy ngươi nói cho ta biết để ở đâu đi, ta sẽ tự đi lấy. Ta còn lâu mới tin cô. Ngươi không được lựa chọn đâu. Thôi được, cô lại đây, ta nói cho cô biết. Đưa tay sát lại đây. Dở trò với ta đấy hả? Con người ta chỉ thích mềm mỏng, không thích cứng rắn. Chiêu này của cô không có tác dụng đâu. Được, cũng chỉ là một thư diễn bích thư thôi mà. Dù có lật tung trời đất cũng phải tìm cho ra lệnh bài. Ngươi cứ bị treo ở đây đi. Cô đừng có đi. Thả ta xuống. Thả ta xuống. Sự việc chính là như vậy. Nhưng đêm qua chỉ có người biết Cố Tích Phong sẽ ở đó. Câu thơ thứ tư trên da người cũng chỉ có người mới biết. Người giải thích sao đây? Câu thơ thứ tư đúng là chỉ có ta mới biết, nhưng ta chỉ viết có ba câu ở hội thi thơ phú. Còn một câu vẫn chưa kịp viết đã kết thúc rồi. Vừa rồi ta sai người đến nhà trợ Dược Lai xem rồi. Rõ ràng ở đó có viết bốn câu thơ. Câu thơ thứ tư chính là câu người đã nói với ta. Đến cả bút tích cũng y chang. Ngươi còn gì để nói chứ? Nhưng hung thủ thật sự không phải là ta. Lý Mặc Bạch, ngươi vẫn không chịu khai đúng không? Được. Người đâu? Đưa hắn vào đại lao. Đi mau. Cô đến rồi à? Alan, Quynh không sao đấy chứ? Alan đừng lo, ta nghĩ họ sẽ trả lại sự trong sạch cho Quynh thôi. Lo gì chứ? Là do ta tự để họ bắt vào đây mà. Nghi phạm giết người, truyền lệnh truy nã, ác là có liên quan đến chuyện năm đó. Ta vốn định mượn vụ này để nương nhờ người trong cung, nhưng lại không ngờ vụ án này lại nhằm vào ta. Nghĩa là sao? Có người cố ý muốn hãm hại ta. Truyền lưu thị. Tham kiến đại nhân. Lưu thị, ngươi hãy kể hết lại mọi chuyện tối qua đi. Hôm qua, sau khi quay về từ hội thi phú, tướng công liền nổi nóng. Lý Mặc Bạch lại nổi trội hơn ta ở hội thi phú. Nếu thật sự để hắn được thiên tử chọn vào triều làm quan, thì chẳng phải khiến người đời coi thường Cố Tích Phong ta sao? Tướng công, ta thấy chi bằng chàng hẹn hắn ra ngoài gặp mặt, cho hắn ít ngân lượng, đuổi hắn ra khỏi thành Trường An là được rồi. Còn chẳng phải cho thấy chúng ta đồ lượng sao? Sau đó chàng đã đến thư viện Bích Thư tìm Đồng Lưu Khải, đưa một bức thư cho Lý Mặc Bạch, hẹn hắn đến Túy Tiên Lầu trò chuyện. Giờ hợi đêm qua, ăn xong cơm, chàng ấy đã ra ngoài. Lý Mặc Bạch, lời cô ấy nói có đúng không? Đúng là có chuyện này. Lý Mặc Bạch, đây là bút lông, ngươi có biết không? Trên cây bút lông này có chu sa, chính là cây bút được phát hiện ở hiện trường của vụ án. Dính chu sa trên tay áo người là thế nào đây? Trước khi gặp Cố Tích Phong, ta đã bị dính sẵn rồi. Ai chứng minh được? Truyền Lưu Khải. Truyền Lưu Khải. Quan hệ của Cố Tích Phong lúc còn sống với Lý Mặc Bạch như thế nào? Ta quả thật từng thấy Cố Công Tử và Lý Công Tử tranh chấp ở thư viện. Đại nhân, đây là du cáo. Lý Mặc Bạch, tỷ nữ bên cạnh ngươi, có phải lúc vừa đến Trường An đã mua một miếng thịt đúng không? Phải ạ.
Nghe người bán thịt nói, tay nghề lóc xương cắt thịt của người rất điêu luyện. Bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, ngươi còn bao biện gì nữa? Người đâu? Giải hai kẻ này vào đại lao. Chọn ngày chém đầu. Đại nhân. Phạm đại nhân. Như Tinh và Như Bích sao lại đến đây? Phụng mệnh của quý phi nương nương đến xin Phạm đại nhân giúp đỡ một chuyện. Chu Sa, da người, đèn lồng, rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Lẽ nào là cô ta? Cũng chỉ là một thư viện bích thư thôi mà. Dù có lật tung trời đó cũng phải tìm cho ra lệnh bài. Lý Mặc Bạch, ngươi có thể ra ngoài rồi. Gì cơ? Tỳ nữ niệm nô của ngươi đã được thả ra trước rồi, đang đợi ngươi ngoài cửa đó. A Lai, đi. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Nói là trong cung có người bảo lãnh cho chúng ta. Còn nói trước khi phá được vụ án này, chúng ta không thể rời khỏi thành Trường An. Đây là người bên Đại Lý Tự đã đưa tới. Nó là do nhân vật lớn bảo lãnh chúng ta để lại. Biết người trong sạch, nhưng không tiện lộ diện giúp đỡ. Mong người sớm ngày được rửa sạch oan khuất. Vừa rồi trong cung có phái người đưa đến ít lộ phí. Hy vọng sau khi kết thúc hội thi, công tử có thể ở lại Trường An thêm ít ngày. Ai đưa vậy? Ta cũng không biết. Tóm lại là nhân vật lớn trong cung. Nhân vật lớn. A Lan, Quỳnh nói xem, có khi nào nhân vật lớn trong cung này đã nhắm trúng Quỳnh, muốn lôi kéo Quỳnh một phen, nhưng lại bị kẻ thù của người đó phát hiện, nên mới đẩy Quỳnh vào chỗ chết trước khi thiên tử giá đáo không? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy chứ? Kéo Quỳnh làm quỷ chết thay. Nếu là như vậy thật, thì đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa. Có điều thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có thể dựa vào đây. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Canh ba đêm nay đến phòng nghiệm thi xem thử. Thi thể đã trắng bệch, sưng phù, nội tạng đã có dấu hiệu thối rữa. Hơn nữa đồ ăn trong dạ dày vẫn còn chưa tiêu hóa. Chắc là sau bữa cơm tối, chết trong vòng một canh giờ đó. Cố Tích Phong ăn cơm vào giờ hợi. Thời gian hắn chết chắc là khoảng giờ tí. Lúc đó ta đang ở cùng với tên trộm giặc đó. Là Thủy Ngân. Sao lại có Thủy Ngân? Phần đầu có vết thương. Thủy Ngân.
Đây là một loại xiếc, tên đèn trời da người, chuyên dùng để trừng phạt những người mưu quyền xoán dị. Thỉnh thoảng ta có thấy trên điện tích. Nhưng tại sao trên da người này lại không có thủy ngân? Thủy ngân dễ bốc hơi, trong đèn trời có đèn nến. Lúc bay lên đã bị bốc hơi rồi, nên không thấy được. Có người đến, nắp đi đã. Hắn muốn quỷ chứng cứ. Bắt trộm. Bên này. Nửa đường xuất hiện tên Trình Giáo Kim, đúng là tức thật. Công tử đừng giận, đã mệt cả tối rồi, nghỉ sớm đi. Tức chết mất. Lẽ nào là hung thủ? Sao lại là cô vậy? Trả ta lệnh bài đi. Nếu không ta lấy mạng chó của người đó. Lệnh bài? Cô nói trước xem. Cái chết của Cố Tích Phong có liên quan đến cô không? Nói bậy gì vậy? Ai là Cố Tích Phong? Thả ta ra. Nói đi. Tại sao lại đi theo ta? Cái chết của Cố Tích Phong có liên quan đến cô không? Người nói gì ta chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ muốn lấy lại lệnh bài của ta. Thả ta ra. Lệnh bài thái nữ dùng để tiến cung. Cô tiến cung làm gì? Tối đó Cố Tích Phong muốn ra ngoài, nửa đường cô cản lại. Sau đó hắn liền biến mất. Cô nói xem, là trùng hợp à? Tên khốn nạn, thả ta ra. Ta sẽ lột da rút gân của người. Ta sẽ giết chết người. Đem người đi cho chó ăn. Cô cứ chửi đi. Ta sẽ nghiền nát xương của người, để xương cốt thành tro bụi. Ta sẽ không thả cô ra đâu. Ta bảo ngươi buông ta ra. Ngươi có nghe không? Cố giữ sức à? Thả ta ra. A Lai. Dịch Đô Úy, người sao người lại đến đây? Thả Lý Mặc Bạch rồi à? Dân à? Nhược tình Như Bích bên cạnh quý phi đưa thư đến. Thuộc hạ chỉ đành làm theo. Cứ thế mà thả đi sao? Trong thư có nói, nếu trong 3 ngày Lý Mặc Bạch không thể phá án, thì sẽ đích thân đưa hắn đến Đại Lý Tự. Nếu quý phi nương nương đã nói, thì cứ để hắn không tìm ra hung thủ trong 3 ngày đi, ngoan ngoãn cút về Đại Lý Tự.
Dân. Thuộc hạ thấy hơi khó hiểu. Tại sao phải nhằm vào tên Lý Mạc Bạch đó? Hắn là người của quý phi nương nương. Người nói xem, hắn có phải là kẻ địch của chúng ta hay không? Dân dân. Thuộc hạ ngu xuẩn. Thuộc hạ ngu xuẩn. Thuộc hạ ngu xuẩn.